Chào tất cả các bạn, rất là vui khi các bạn đã dành thời gian để bật video này lên. Các bạn thân mến, trong video lần này thì mình muốn dành để chia sẻ với các bạn một chút về cái hành trình của mình suốt hơn 8 năm qua khi mà mình sinh sống và học tập ở nước Đức. Trong suốt hơn 8 năm đó thì mình cũng đã có ít nhiều những cái trải nghiệm. Và mình hy vọng rằng với những cái chia sẻ của mình thì các bạn có thể tìm thấy được một cái sự định hướng nào đó, cũng như là có thêm một cái sự động viên, khích lệ trên cái con đường mà các bạn đã lựa chọn, đó là con đường du học. Thời điểm mà mình đặt chân đến nước Đức đó là khi mà mình vừa bước qua sinh nhật lần thứ 19 được một tháng. Thực sự thì đó là một cái cảm giác mình rất là khó quên. Khi mà mình một mình với rất là nhiều hành lý đặt chân đến sân bay Frankfurt và không có bất kỳ một người quen nào hết. May mắn là mình có một người bạn đã đón mình ở sân bay, và cái thời điểm đó thì mình cảm thấy thực sự là cũng khá là hoang mang, bởi vì khi mà qua Đức thì mình còn phải tham gia kỳ thi đầu vào của trường dự bị nữa, và cũng rất là lo lắng là không biết mình có vượt qua được kỳ thi đó hay không, và nếu như mà không thì mình sẽ phải làm thế nào đây. Và cái thời điểm đó khi mà mọi thứ nó vẫn còn rất là mới mẻ, và khi mà mình nhận ra một điều rằng mình đang phải sống xa bố mẹ của mình, sống xa gia đình của mình, xa tất cả những cái điều mà mình đã quen thuộc suốt hơn 19 năm trước, thì nó sẽ là một cái sự hụt hẫng. Và có thể là có những cái bạn mà không thể vượt qua được cái thử thách ban đầu đó, và mình nghĩ rằng cái điều đó sẽ rất là đáng tiếc. Tuy nhiên thì những cái cảm giác như là nhớ nhà, hay là một cái sự buồn chán, hay là một cái thất vọng nào đó, mình nghĩ rằng nó là một cái phần tất yếu trên cái cuộc hành trình của mình. Mình không thể nói là mình làm thế nào để mà mình có thể loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống, bởi vì nó là một phần trong cuộc sống của mình. Cái điều quan trọng ở đây là mình phải học cách để vượt qua nó. Bản thân mình thì thời gian đầu khi mà còn chuẩn bị để mà mình tham dự kỳ thi trường dự bị, thì mình có thời gian thì mình đi du lịch, tham quan đây đó. Và khi mà chính thức bước chân vào trường dự bị thì mình nghĩ rằng có thể là nó sẽ có một cái sự căng thẳng nhất định nào đó khi mà mình phải học với một cái ngôn ngữ nó không phải tiếng mẹ đẻ của mình, và mình phải làm quen với thầy cô, với các bạn. Và còn một cái khó khăn nữa, đó là việc di chuyển, việc tìm nhà, rồi sắp xếp nhà cửa ổn định nhà cửa để mà mình có thể chuyên tâm vào việc học. Thực sự là khi mà đi du học thì các bạn không chỉ có học không đâu, mà các bạn còn rất là nhiều những cái công việc không tên khác nữa mà sẽ không có một ai hết có thể làm thay thế được cho các bạn, mà chính bản thân các bạn sẽ phải tự lập, sẽ phải tự trải nghiệm, tự hoàn thành tất cả mọi những cái mà thử thách mà cuộc sống đưa ra cho các bạn. Có thể là một cái lời khuyên của mình với các bạn, nó là các bạn hãy biết kiểm soát thời gian của mình, sắp xếp công việc một cách khoa học, hãy có một cái quyển sổ nho nhỏ để mang theo. Các bạn hãy ghi vào đó những cái công việc mà các bạn cần hoàn thành trong ngày, và nó thực sự là một cái niềm vui của mình khi mà mình viết ra những cái danh sách, những cái công việc cần hoàn thành, và sau mỗi ngày mà mình có thể đánh dấu hay mình gạch đi được những cái công việc mà mình đã hoàn thành rồi. Và mình cảm thấy cái thời điểm đó, cái lúc đó là mình rất là vui khi mà mình thấy là một ngày của mình trôi qua nó không uổng phí, tức là mình đã tận dụng thời gian một cách tối đa để có thể giải quyết một công việc. Có thể nhiều bạn nghĩ rằng sẽ là một cái lợi thế khi mà mình có người nhà ở bên Đức, để mình có thể có một cái chỗ nào đó để mình có thể dựa dẫm khi mà đặc biệt nhất là cái giai đoạn lúc đầu khi mà mình còn chân nước chân ráo bước sang Đức. Tuy nhiên thì mình nghĩ điều đó không hẳn là đúng.
Bản thân mình thì không có bất kỳ một người thân hay là người nhà ở bên Đức, và mình thấy là cuộc sống của mình vẫn rất là tốt, rất là thoải mái. Cái điều quan trọng ở đây là các bạn có tin tưởng vào bản thân mình hay không, các bạn có năng động hay không. Tức là khi mà các bạn gặp bất kỳ một cái khó khăn gì thì các bạn hãy hãy hỏi. Bởi vì nếu như các bạn ngồi đó và cảm thấy mình mệt mỏi với những cái khó khăn của mình thì những cái khó khăn đó nó cũng sẽ không rời xa các bạn đâu. Và cái điều quan trọng đây là chúng ta hãy đứng dậy, chúng ta ra ngoài và chúng ta tiếp xúc với mọi người, và các bạn sẽ thấy là cuộc sống nó sẽ dễ dàng hơn. Có rất là nhiều người sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Cái điều quan trọng ở đây nó là chúng ta hãy hãy mở lời trước, chúng ta hãy hỏi khi mà chúng ta cần bất kỳ một cái điều gì đó. Và mình kinh nghiệm cá nhân mình nó là người Đức họ rất 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 là sẵn sàng giúp đỡ, rất là sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên thì có thể cái lúc đầu các bạn sẽ cảm thấy là những người Đức họ khá là lạnh lùng và xa cách. Thực sự thì nó là một phần cái tính cách của họ, một phần cái bản chất của một con người. Tuy nhiên thì nó không phải là điều xấu cả. Cái điều quan trọng ở đây nó là chúng ta hiểu được nhau, và chúng ta nếu mà như chúng ta lịch sự, chúng ta thân thiện thì mình chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ nhận nhận lại được điều tương tự. Một cái vấn đề nữa mà phần lớn như các bạn đang có ý định du học hay là các bạn đang du học thường sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều, đó là vấn đề về tài chính. Làm thế nào để mình có thể chi trả được cái chương trình học cũng như là những cái chi phí sinh hoạt ở ở nước Đức. Và thực sự thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn, nó là nước Đức là miễn học phí. Phần lớn các bang là miễn học phí, hay là cho cái thời điểm mà mình du học là cách đây khoảng 6-7 năm thì vẫn là miễn học phí. Và cái điều đó cũng là một cái lợi thế rất lớn rồi. Nó cũng có thể coi như một cái dạng học bổng nào đó. Bởi vậy nên là với những cái bạn mà đi xác định là mình học từ chương trình dự bị hay là học từ chương trình Bachelor cử nhân thì rất là khó để xin được học bổng. Tuy nhiên thì cái điều đó không phải là các bạn không thể. Bản thân mình thì mình cũng xin được học bổng. Tuy nhiên là với điều kiện là mình khi mà mình đã học xong ít nhất là một kỳ ở trường và mình có một cái thành tích học tập nào đó để mình chứng minh với họ là mình có khả năng và mình có một cái ý chí cầu tiến, và mình nhận được học bổng cho khoảng hơn một năm. Và cái năm mình học dự bị thì mình cũng đã bắt đầu đi làm thêm. Thực sự cái công việc làm thêm đó thì nó không có kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái khoản gì đó để mình có thể trang trải được, ít nhất là tiền nhà. Và mình nghĩ rằng nó cũng là một cái trải nghiệm rất là tốt để mà mình có thể giao tiếp được với người Đức. Cái điều đó mình đặt lên vị trí đầu tiên, đó là mình cải thiện được cái khả năng giao tiếp của mình tiếp xúc được nhiều với người Đức. Chứ nếu như mà các bạn học dự bị thì các bạn sẽ thấy một điều là ngoài giáo viên của mình ra thì các bạn chỉ có tiếp xúc với những sinh viên nước ngoài khác mà thôi. Tại vì trường học dự bị là trường cái khóa học để mà dành cho những sinh viên nước ngoài. Và cái công việc đầu tiên của mình ở Đức khi mình làm thêm đó là có thể là cũng chia sẻ được với nhiều bạn đã và đang du học ở Đức, đó là những cái công việc chân tay. Thường là những cái công việc đầu tiên mà chúng ta nhận được là những cái công việc chân tay, bởi vì khi đó là mình chưa có một cái ngôn ngữ tốt. Và cái công việc của mình đó là rửa bát trong một nhà hàng. Thực sự thì trước kia thì mình chưa bao giờ phải rửa, tức là mình không hẳn là chưa bao giờ nhưng mà rất là hiếm khi mình phải rửa bát khi mà mình ở nhà. Và khi mà đi làm bên này thì mình sẽ phải rửa bát những cái đĩa rất là to. Và rất to, rất là nặng, và thậm chí là phải rửa bằng nước nóng. Thì da tay của mình thời gian đầu á, nó bị bong ra rất là nhiều. Và khi mà nhìn vào bàn tay của mình cảm thấy rất mình, và cảm thấy có một cái sự tủi thân không hề nhẹ. Và mình
Lúc đó thì mình mới cảm thấy là mình trân trọng những cái đồng tiền mà mình kiếm ra hơn. Cái công việc đó thì mình chỉ làm trong khoảng 4 đến 5 tháng. Và sau khi mà tốt nghiệp dự bị thì mình chuyển sang thành phố khác để bắt đầu cái chương trình học đại học. Và trong cái khoảng thời gian nghỉ giữa trường dự bị và trường đại học thì mình có đi làm thêm. Và lúc đấy thì mình cũng có đọc báo rất là nhiều để mà mình có thể tìm được một công việc nào đó để làm trong lúc mà mình còn rảnh rỗi. Thì nhiều lúc mình cảm thấy rất là hoang mang bởi vì mình tìm việc hoài nhưng mà không được. Và cho đến một lần thì khi mà mình đi dạo chơi trên phố thì mình được một người bạn động viên và mình bước chân vào một cửa hàng McDonald's hay là McDonald's, các bạn có thể thường nghe. Thì mình bước chân vào đó và mình hỏi là mình muốn gặp sếp ở đây. Và khi mà mình gặp được cái ông sếp đó thì mình hỏi là ông ấy có cần người làm đây không, và ông ấy nói là ông ấy cần và mình có thể quay lại vào một ngày khác khi để gặp một cái người quản lý, một người quản lý lớn hơn. Và mình quay lại và mình đã nhận được cái công việc đó và mình đã làm ở đó trong gần một năm. Và thực sự nó là những cái trải nghiệm mà mình cảm thấy là thực sự là nó không có đẹp gì lắm. Tuy nhiên là mình cũng rất là biết ơn cái khoảng thời gian đó. Bởi vì sao? Bởi vì những cái điều mà mình học được ở đó giúp ích được cho cuộc sống sau này của mình rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình làm ở đó, mình phải làm việc liên tục. Liên tục và liên tục, không được ngừng nghỉ một chút nào hết, như một cái máy vậy. Và về sau này thì mình mới khi mà mình đi học, mình nhận thấy một điều là mình có khả năng để mà có thể làm được nhiều hơn những cái gì mà mình nghĩ. Tức là mình có thể học liên tục, mình có thể học liên tục mà mình không cảm thấy mệt. Và ví dụ như là các bạn hãy tưởng tượng là mình đi làm từ 2 giờ chiều cho đến khoảng 9 rưỡi 10 giờ tối, và khi mà mình về nhà thì mình không có về nhà ngay, tại vì khi đó mình ở cái ký túc xá mình, nó ở cái campus của trường, thì mình rất là gần cái thư viện. Thì mình bước chân lên thư viện, mình đi đến thư viện để mà mình đọc sách, mình tìm những cái ý tưởng cho những cái bài luận của mình. Cái chuyên ngành của mình là chuyên ngành về về sư phạm học, thì phải đọc, phải viết bài luận rất là nhiều. Thậm chí có những học kỳ mình phải viết 4 đến 5 bài luận, và mỗi bài 15 đến 20 trang. Và thực sự là mình phải luôn luôn động viên bản thân mình để mà mình có thể là mình chìm được vào cái việc học. Bởi vì khi mà mình cảm bản thân mình chìm được vào việc học, tức là mình cảm thấy việc học nó là một cái niềm vui, nó là một cái sự ý nghĩa trong cuộc sống của mình, thì mình sẽ không còn cảm thấy mọi thứ nó nặng nề nữa. Mình cảm thấy rất là vui thích khi mà mình được học. Và thông thường là mình ở trên thư viện để đọc sách hay là để viết bài. Và cứ khi nào mà mình không phải đến trường, tức là không có seminar hay là pha lê chung, thì mình sẽ lên thư viện mình học cho đến 11, 12 giờ. Và mình nhận thấy một điều là mình không còn nhiều thời gian để mà ăn, để mà ngủ nữa. Thực sự nó thì không nó cái điều đó thì nó không có khoa học, không có cái run, không có lành mạnh lắm. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là cái giai đoạn học đó thì nó chỉ là một cái giai đoạn rất là ngắn trong cuộc đời thôi. Và mình thực sự khi mà mình cảm thấy một cái động lực nó lớn thì mình có thể làm cái công việc đó không mệt mỏi. Và mình nghĩ rằng đó chính là một cái chìa khóa để giúp cho các bạn đạt được những cái thành công nhất định, không chỉ trong việc học mà trong bất kỳ một cái công việc nào đó mà các bạn làm. Mình có kể với các bạn là mình chỉ làm thêm ở cửa hàng ăn nhanh McDonald's khoảng một năm thôi. Và
Cho đến hết học kỳ thứ nhất thì mình không có đi làm nữa. Và rất là may mắn vào thời điểm đó mình nhận được học bổng của trường dành cho sinh viên nước ngoài. Và chính cái thời gian mình nhận được học bổng đó thì mình có thể dồn hết được tâm sức cho việc học. Và chính bởi vậy mà cho đến hết học kỳ thứ tư, tức là hết năm thứ hai, thì mình đã hoàn thành được, có thể nói là gần hết những cái chương trình học bắt buộc. Mình chỉ còn bài tốt nghiệp và một seminar nữa mà thôi. Và khi đó thì mình tình cờ nhận được một cái vị trí thực tập khá là tốt. Và mình tuy nhiên thì cái điều kiện đây nó là mình phải di chuyển rất là nhiều, rất là xa. Bởi vậy mình quyết định là mình sẽ chuyển chỗ ở. Và chuyển chỗ ở đồng nghĩa việc là mình không thể đến trường thường xuyên. Tuy nhiên thì may mắn là mình cũng đã hoàn thành được những cái chương trình học bắt buộc. Và mình chỉ còn một môn duy nhất thì mình đã tận dụng thời gian bằng cách là thay vì mọi người đi làm lúc 8 giờ, 9 giờ sáng, làm một ngày 8 tiếng, thì mình đi làm sớm hơn, lúc 6 giờ chẳng hạn. Đó, để mình có thể mỗi ngày mình tiết kiệm được một tiếng. Và đến cuối tuần thì mình có thể xin nghỉ được một ngày và mình về trường để tham dự cái seminar cuối cùng. Và mình cứ phải đi lại như vậy cho hết một học kỳ. Và đến hết học kỳ thứ 5 thì mình đã hoàn thành xong toàn bộ chương trình học bachelor. Tuy nhiên thì nó không phải là cái thời điểm thuận tiện lắm để mình có thể xin học master. Bởi vì lúc đó thì mình chỉ có thể xin học cái chương trình bắt đầu từ học kỳ mùa hè. Và tuy nhiên học kỳ mùa hè thì nó sẽ có ít cái sự lựa chọn ngành học như là trường học cho các bạn hơn. Bởi vậy nên là mình đã quyết định là mình sẽ ở lại làm việc cho công ty đó thêm 6 tháng nữa. Và hết cái thời điểm đó thì mình đã xin được chương trình học master. Và mình đã chuyển đến một thành phố khác. Và nói đến cái kỳ thực tập của mình thì mình cũng được trả lương. Tuy là cái lương nó không cao nhưng mà nó đủ trang trải toàn bộ chi phí cho cuộc sống của mình, cũng như là có thể dư ra một ít để mình đi du lịch hay là đi chơi đâu đó, để thăm gia đình ở Việt Nam chẳng hạn. Khi mà đi du học Đức thì các bạn cần phải chứng minh tài chính. Năm mình đi thì là khoảng gần 8.000 euro. Còn hiện tại thì theo như mình biết thì là gần 9.000. Và mình nghĩ nó cũng là một cái điều rất là hay so với các nước khác, là bởi vì các bạn có một cái tài khoản với một số tiền nhất định các bạn trang trải trong cuộc sống, chứ không phải là các bạn đóng tiền vào đó mà không được tiêu. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải lưu ý, nó là khi mà chúng ta gia hạn visa, chúng ta sẽ lại phải chứng minh lại cái số tiền đó trong tài khoản. Có những bạn thì vung tay quá chán, thì cho đến khi mà mình cần cái số tiền để gia hạn visa thì mình lại phải chạy ngược chạy xuôi rất là mệt để mà có thể lo, để mà chứng minh được cái số tiền cần thiết. Mình thì không có như vậy. Không bao giờ mình có thể nói là mình không bao giờ mình tiêu quá nhiều cái số tài khoản đó. Mình khi mà sang Đức năm đầu tiên thì mình đã mở một tài khoản khác ở một ngân hàng khác, và những cái số tiền mình đi làm được mình cho vào trong tài khoản đó, và mình tự dặn bản thân mình là chỉ được tiêu tài khoản đó mà thôi. Còn tài khoản mà mình mở từ Việt Nam và cho cái số tiền mà chứng minh tài chính vào đó thì mình cố gắng là mình không có động đến. Nói là không động đến, tuy nhiên thì không phải là hoàn toàn không động đến, bởi vì rất là khó để mà một sinh viên đi học dồn hết tâm huyết vào việc học mà mình vẫn có thể kiếm được tiền, mình trang trải tất cả mọi chi phí trong cuộc sống, thì thực sự nó là một cái điều rất là khó. Bản thân mình nghĩ như vậy. Thì mình cũng có sử dụng cái số tiền mà mình có trong cái tài khoản để chứng minh tài chính. Và chỉ có cái năm đầu tiên, tức là năm mình học dự bị, mình không thể đi làm được nhiều. Thì sau cái kỳ học dự bị đó thì gia đình có phải gửi sang một chút tiền để mà mình có thể đủ cái khoản tiền để chứng minh tài chính. Và khi mà mình học đại học năm thứ nhất
thì gia đình cũng còn phải chuyển thêm một một lần nữa, chỉ từ 1 đến 2 nghìn thôi, không có nhiều, bởi vì mình cũng không có cần quá số tiền như vậy. Và còn lại thì về sau mình hoàn toàn không có nhờ đến sự trợ giúp tài chính của gia đình nữa. Và mình có thể đi làm. Khi mình đi làm thì mình có thể trang trải được toàn bộ những cái chi phí trong cuộc sống của mình. Khi mà các bạn đã có được một cái kiến thức nhất định, có một cái kinh nghiệm nhất định, thì các bạn sẽ có thể xin được cái công việc tốt hơn với những cái mức lương cao hơn. Và bởi vậy nên mình có một cái lời khuyên cho các bạn, đó là chúng ta hãy chịu khó vất vả trong thời gian đầu. Đó là các bạn hãy tập trung vào việc học để có một cái kết quả tốt nhất có thể. Và chính cái kết quả đó sẽ là một cái nền tảng để cho các bạn có được một cái sự phát triển trong tương lai, cũng như là có những cái cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên thì điểm cao chưa phải là tất cả. Mình còn rất là chú trọng đến cái việc là phát triển những cái kỹ năng xã hội. Mình tham gia, hầu như học kỳ nào mình cũng sẽ tham gia bất cứ một cái dự án xã hội nào đó của trường. Cái này thì mình tìm hiểu trên trang web của trường, cũng như là những cái thông báo dán xung quanh trường. Và học kỳ nào mình cũng sẽ phải làm cái gì đó. Cái điều này thì nó xuất phát từ chính bản thân mình, đó là mình muốn được hòa nhập với môi trường. Mình muốn được giao lưu, muốn được phát triển cái kỹ năng mềm của mình, cũng như là cải thiện được cái khả năng giao tiếp tiếng Đức của mình. Và chính những cái điều đó sẽ giúp cho các bạn nhận ra là các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Và cái sự tự tin đó rất là cần thiết, đặc biệt là ở xã hội phương Tây. Thực sự thì những cái kỹ năng đó các bạn Đức đã được học từ trong trường, từ rất sớm. Mình ở Việt Nam thì có thể là cái kỹ năng đó sẽ yếu hơn, bởi vì chúng ta không được chú trọng để phát triển nó. Tuy nhiên thì khi mà đã sống ở Đức rồi thì các bạn hãy tận dụng mọi cơ hội có thể để mà mình có thể trải nghiệm, có thể khám phá ra những cái khả năng mà từ trước đến nay mình chưa từng biết tới của chính bản thân mình. Mình nghĩ nó cũng sẽ là một cái điều rất là thú vị, và nó sẽ mang lại cho các bạn những cái điều rất là bất ngờ mà các bạn cũng sẽ không thể nghĩ tới trước đó. Khi mà các bạn sống tự lập thì cái vấn đề tài chính, vấn đề chi tiêu sẽ là một cái vấn đề mà các bạn sẽ phải suy nghĩ khá là nhiều. Có thể là nếu như các bạn có một cái điều kiện tài chính tốt thì sẽ không còn điều gì để nói. Còn đối với những bạn mà phải tự lập về tài chính rất là nhiều thì các bạn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mình nghĩ rằng cái chi tiêu nó còn tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên bản thân mình thì không có suy nghĩ rằng mình sẽ chi tiêu quá là nhiều cho những cái việc không cần thiết. Đặc biệt như là việc mua sắm, các bạn đôi khi sẽ có thể bị quyến rũ bởi những cái kỳ giảm giá, và mình cảm thấy là mình muốn mua rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì bản thân mình thì không nghĩ nó là một cái điều hay, bởi vì nếu như các bạn còn đang là sinh viên thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ còn rất là nhiều thứ mình sẽ phải chi tiêu. Và cái số tiền mà gần 8.000 hay là gần 9.000 đó, các bạn sẽ không nên mình chi tiêu quá nhiều. Để mà khi mà mình cần để chứng minh tài chính, mình sẽ phải rất là vất vả để mình có thể có được lại được cái số tiền để mình gia hạn được visa. Bản thân mình thì chỉ mua những cái mình thực sự cần. Và nếu như mà mình đi shopping thì mình sẽ shopping với một cái lý do. Có thể là khi mà mình đạt được một cái thành công nào đó, hay là những có một cái kết quả nào đó tốt trong việc học chẳng hạn, thì mình có thể tự thưởng cho mình một món quà, chứ mình không có mua theo sở thích. Và có thể nói là một phần nữa là phần lớn thời gian của mình dành cho việc học, mình ở trong thư viện nhiều hơn là ở nhà,
và ở ngoài đường. Bởi vậy nên là mình cũng không có nhu cầu chi tiêu quá là nhiều. Bản thân mình thì lại không có quá là chi li trong mọi thứ. Mình không có viết, không có một cái cuốn sổ để mình viết những cái mà mình đã, cái mà mình đã chi tiêu trong ngày hay là trong tháng rồi cộng lại để mình xem mình đã chi tiêu bao nhiêu tiền. Mình không có làm được như vậy. Mình không, tại thực sự thì mình nghĩ rằng mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau để mà quản lý cái tài chính của mình, cái chi tiêu của mình. Bản thân mình thì luôn luôn là mình chi tiêu thực sự khi mà mình thực sự cần. Bởi vậy nên là mình biết là cái số tiền mà mình đã bỏ ra trong ngày hay là trong tháng nó không quá là vượt quá cái sự cho phép. Như vậy là được, chứ mình không có chi li từng cái mục chi tiêu cụ thể nào đó. Và còn một điều nữa rất là quan trọng, đó là các bạn sẽ cần phải xác định được cái điều gì là quan trọng trong cuộc sống của mình. Và chính nhờ điều đó thì mình có thể gạt bỏ ra cuộc sống của mình những cái gì không cần thiết. Bản thân mình thì ngay từ khi mà mình mới đặt chân đến Đức, mình có một cái cuốn sổ nhỏ nhỏ như thế này. Mình ghi vào đây những cái giá trị trong cuộc sống, những cái giá trị mà mình muốn hướng tới, con người mình muốn trở thành. Và mình luôn luôn sống đúng những cái giá trị mà mình đã đặt ra. Và bởi vậy nên là mình cảm thấy rất là tự tin vào bản thân mình trong bất cứ một công việc gì đó mình làm. Nếu như mà các bạn cảm thấy là mình không có phù hợp được với một số đông nào đó, điều đó cũng hoàn toàn bình thường. Bởi vì mỗi người là một cá thể khác nhau. Chúng ta khác nhau, nó là một cái điều rất là tất yếu trong cuộc sống. Và chính cái sự khác nhau đó làm cho cuộc sống của chúng ta đa dạng hơn. Mình không có nghĩ rằng những cái gì mà mình đạt được là cái gì đó nó lớn lao và nó đáng để học tập. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng mỗi chúng ta cũng, ai cũng cố gắng để mà mình hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất cho bản thân mình, cũng như là cho những cái người mà mình thân yêu. Thì mình nghĩ rằng ai cũng sẽ có những cái điều mà mình học hỏi. Và trên cái con đường mà các bạn đi thì các bạn sẽ trải qua được rất là nhiều những cái có thể nói là những cái buồn vui trong cuộc sống. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng nó là một cái điều rất là tự nhiên thôi. Bất cứ một cái chuyện buồn hay vui thì một khi nó đến mình hãy cứ đón nhận nó. Tuy nhiên bằng một cái tâm thái tích cực, các bạn đừng có suy diễn, đừng có trầm trọng hóa vấn đề. Bởi vì nếu như bạn làm như vậy thì cái vấn đề của bạn nó cũng sẽ không có mất đi đâu. Và chính bản thân các bạn sẽ là người mệt mỏi. Sau hơn 8 năm nhìn lại thì mình nhận thấy rằng cuộc sống của mình rất là thú vị. Mình không có hối hận khi mà mình đã quyết định đi du học. Mặc dù cái quyết định đó là một cái quyết định khá là mạo hiểm, bởi vì mình không biết được những cái điều gì đang chờ đón mình trước mắt. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái vẻ đẹp của cuộc sống, làm cuộc sống của chúng ta nhiều màu sắc hơn và thú vị hơn. Và mình nghĩ rằng nếu như mà các bạn có cơ hội thì các bạn hãy cứ trải nghiệm, hãy cứ làm những cái điều mà các bạn cảm thấy thích hợp, có thể là chỉ trong thời điểm hiện tại. Bất cứ một cái công việc gì đó, những cái điều gì đó mà các bạn cảm thấy phù hợp với bản thân mình thì các bạn hãy cứ làm. Nếu như mà có vấp ngã thì cũng không sao hết, chúng ta đứng dậy và chúng ta đi tiếp, hoặc là chúng ta lựa chọn cho mình một con đường khác. Và biết đâu đó là con đường khác kia nó sẽ phù hợp với các bạn hơn. Chúc cho các bạn sẽ đạt được những điều mà các bạn mong muốn và sẽ có thật nhiều niềm vui, sự trải nghiệm trên cuộc hành trình của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!